Xin trân trọng kính chào Hội Thánh thêm một lần nữa. Buổi sáng hôm nay ở trong thời giờ, tôi sẽ cùng với lại quý vị cùng học lời của Chúa Trời. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng hướng lên màn hình và tôi xin giới thiệu với lại quý vị một cái chủ đề của chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta có đoán ở trong hình là ai không ạ? Chúa Giêsu cùng với lại hai nhân vật ở trong câu chuyện hai môn đồ đến làng Emmaus. Đây là con đường và hành trình của họ. Nhưng mà kỳ lạ thay, khi mà Chúa Giêsu bước đi với họ đó thì không ai trong họ nhận ra đó là thầy của mình. Ở trong Kinh Thánh, nếu chúng ta có dịp chúng ta đọc lại từ sách Matthew cho đến sách Giăng, và khi nói về các câu chuyện các môn đồ họ lúng túng, họ hoảng sợ, họ lo lắng như thế nào đó thì không biết, nhưng cho đến nỗi họ không nhận ra thầy của mình. Cách đây vài tuần chúng ta có học về chủ đề Chúa ở đó, nhưng mà các môn đồ không nhận ra. Thậm chí Ngài đi trên mặt biển đến cùng họ, họ không nhận ra Ngài, mà họ còn cho đó là ma quỷ nữa, họ đó cho là ma. Và nếu là con người bình thường thì sẽ rất là buồn, rất là buồn giận, bởi vì cớ các môn đồ của mình, những người thân của mình không nhận ra mình. Đó là câu chuyện thường thấy ở trong cuộc đời và sự việc, sự hầu việc Chúa ở trong chức vụ của Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta học bài học này và nhắc cho chúng ta nhớ lại rằng Chúa luôn luôn đi cùng với chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau ở trong sách Phúc Âm Luca đoạn 24 từ câu 13 cho đến câu 35. Và xin quý vị cùng đọc chung với tôi Luca đoạn 24 từ câu 13 cho đến câu 35. Xin chúng ta cùng nhìn lên trên màn hình, hoặc là có Kinh Thánh chúng ta mở ra trong Phúc Âm Luca, chúng ta cùng đọc với nhau giờ này. Xin bắt đầu. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 ớtađơ. 60 ớtađơ độ bằng 12 km. Họ đàm luận về những gì đã xảy ra, đang khi nói và kể lể nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ, nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết ngày được. Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng: có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem không? Hay không? Việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Không hay, việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi rằng: việc gì vậy? Họ trả lời rằng: ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thế ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng họ đến mộ, không thấy xác Ngài thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài được sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: hỡi những kẻ dại dột, có lòng chẳng tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải Đức Christ chịu thương khó để thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi đến mọi đấng tiên tri và cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa, nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng: xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ, mắt họ bèn mở ra nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng: khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra thế nào. Thưa quý vị, hôm nay chủ đề mà chúng ta học qua câu chuyện này đó là Chúa sống để tôi được tự do. Chúa sống để tôi được tự do. Chúng ta vừa mới đọc một phân đoạn Kinh Thánh về câu chuyện
về sự sống lại của Chúa Giêsu. Và hai môn đồ ở Jerusalem họ đi đến làng Emmaus. Và trên đường đi thì Chúa Giêsu đã hiện ra với họ. Và trên đường đi họ cũng đàm đạo với nhau, họ cũng bàn với nhau về cái sự việc rất là kỳ lạ mà chưa bao giờ xảy ra và cũng chưa bao giờ nghe nói về thầy của mình là Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết. Mà khởi đầu từ lúc sáng sớm cách đó 3 ngày, 3 ngày khi Chúa đã bị đóng đinh và Ngài đã sống lại, thì tôi nghĩ rằng ngay nỗi ngày hôm đó các môn đồ, một số môn đồ thì đang phân tán ra, hai môn đồ này đi đến làng Emmaus và họ nói về cái chuyện xảy ra kỳ lạ và nói về những người đàn bà sáng vừa sáng sớm đi đến thăm cái mộ chôn Chúa Giêsu và họ đã phát hiện ra ngôi mộ trống, quần áo, những cái vải liệm của Chúa đã được sắp xếp lại ngay ngắn ở chỗ Ngài nằm. Và có một thiên sứ báo với họ rằng tại sao các ngươi tìm đấng sống từ trong kẻ chết ở phần thượng văn của đoạn kinh thánh Luca đoạn 24 này. Tôi thích đoạn Luca đoạn 24 này bởi vì đây là câu chuyện mà Luca đã kỹ thuật lại khá đầy đủ, ngay cả câu chuyện về hai môn đồ ở làng Emmaus. Và tôi quyết định chọn câu chuyện này sáng hôm nay để làm đề tài để nói về sự sống lại của Chúa Giêsu. Quý vị có để ý và có thể đồng ý với tôi một điều, đó là chúng ta càng đọc kinh thánh thì chúng ta thấy càng hấp dẫn không? Amen, cảm ơn Chúa. Kinh thánh có rất nhiều câu chuyện hấp dẫn. Tại sao kinh thánh lại hấp dẫn như vậy? Trải qua 2000 năm, Luca, quyển sách Luca có thể viết sau Chúa 70 năm. Nhưng mà tại sao cái câu chuyện đó trải qua gần 2000 năm đó, chứ ta tính từ thời điểm sách này được viết lên tới ngày hôm nay, thì nó vẫn là câu chuyện hấp dẫn hàng tỷ con tim. Mà khi chúng tôi đọc lại, tôi vẫn thấy nó sống động như ngày hôm qua. Thưa quý vị, bởi vì lời của Đức Chúa Trời là lời hàng sống. Quyển sách mà chúng ta đang có trên tay ở trong hành trình mà chúng ta theo Chúa, đó là quyển sách luật pháp của Đức Chúa Trời, là lời của Chúa được chép và lời sống và linh nghiệm. Thưa quý vị, quyển sách đó đem đến sự chữa lành cho chúng ta. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy lòng của mình đầy hào hứng và vui mừng, càng đọc càng thấy hào hứng và sống động. Thưa quý vị, tôi cảm ơn Chúa về cái câu chuyện này để nhắc cho chúng ta biết một điều rằng Chúa luôn đi với chúng ta. Có bài hát rằng Chúa cùng đi với tôi nơi đâu giường tăm tối mịt mù. Ngài là đấng mở đường. Cách đây vài ngày chúng ta hát bài hát Ngài là đấng mở đường, Waymaker. Chúng ta đang hát về một đấng mở đường cho chúng ta mà mắt chúng ta không thấy, nhưng mà Ngài đang ở với chúng ta. Trở lại với câu chuyện mà chúng ta vừa mới đọc, thưa quý vị, có một cái điều mà tôi được nhắc nhở ở trong cái câu chuyện này, đó là các môn đồ đang kinh ngạc trong sự rối loạn của họ, ở trong sự băn khoăn không biết câu chuyện này có thật hay không. Đến nỗi khi Phi-e-rơ nghe câu chuyện về sự sống lại của Chúa, ông đã chạy đến mộ của Chúa một cách nhanh nhất. Và Kinh Thánh nói rằng ông đã đi vào trong đó để nhìn xem coi có sự thật có như vậy không. Và Kinh Thánh cũng ghi lại rằng Phi-e-rơ đã kinh ngạc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa lúc các môn đồ đang bối rối vô cùng. Thưa quý vị, thì Chúa Giêsu Ngài hiển nhiên, Ngài ẩn nhiên và Ngài cũng hiển nhiên nữa, Ngài hiện ra với họ và Ngài nói chuyện với họ. Cái câu chuyện này nó xảy ra giống y chang như cái tình hình dịch cúm Vũ Hán đang xảy ra trên thế giới này. Trong lúc hội thánh đang bấn loạn, xin lỗi, con người đang bấn loạn, nhưng mà hội thánh của Chúa đang có một cái sự bình tĩnh, một cái sự bình an. Và ngay cả trong cái sự bình an này, chúng ta cũng có nhiều câu hỏi lắm. Chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu đang kiểm soát thế giới này. Chúa đang kiểm soát tình hình dịch bệnh này. Chúa đang kiểm soát toàn thể nhân loại này, thưa quý vị. Và cái câu chuyện này sẽ nhắc cho chúng ta biết rằng mọi tình tiết của câu chuyện đó chính là chúng ta. Chúng ta đang ở trong vị trí của hai môn đồ ở làng Emmaus. Và có thể chúng ta không phải là vị trí đó. Khi chúng ta nhận ra mình ở trong câu chuyện này, mình ở vị trí nào? Có thể mình đang ở trong vị trí của những người phụ nữ tìm mộ Chúa vào buổi sáng sớm, hay là Phi-e-rơ, hay là hai môn đồ ở làng Emmaus này, hay là chúng ta đang ở vị trí của một môn đồ không được nhắc đến trong đoàn môn đồ của Chúa Giêsu lúc bấy giờ, là một người tin Chúa, một người vẫn nhờ cậy Chúa mà không hoài nghi chút nào. Thưa quý vị, chúng ta đi vào phần thứ nhất của cái câu chuyện này, đó là sự tự do. Chúa đã chết để Ngài sống lại cho chúng ta, Chúa chết để chúng ta được sống. Đó là cái phần chia sẻ lời Chúa
của tôi cùng với Hội Thánh trong cái đêm kỷ niệm đại thương khó vừa rồi. Và khi mà Ngài chết để chúng ta được sống thì Ngài sống lại để chúng ta được tự do. Và sau sự tự do đó, tôi muốn nhắc cho quý vị biết là có ba điều mà chúng ta được tự do. Đó là chúng ta được tự do khỏi những thành kiến và định kiến của chúng ta, những suy nghĩ cũ của chúng ta, những lề luật mà giáo hội mà chúng ta có thể bị buộc vào đó, và những cái lề luật của con người, của tôn giáo, của văn hóa tín ngưỡng mà chúng ta đã bị trói buộc vào trong đó. Và sự sống lại của Chúa Giêsu, Ngài giải phóng tất cả chúng ta ra khỏi những cái thành kiến và luật lệ của con người, thưa quý vị. Và tin mừng cho chúng ta, sự sống lại của Chúa Giêsu, Ngài giải phóng chúng ta khỏi những lời rủa xả, khỏi những sự thề nguyện với những cái niềm tin cũ của chúng ta, không lo lắng bởi những cái lời thề nguyện đó, mà chúng ta đã được giải phóng hoàn toàn bởi sự sống lại của Chúa Giêsu. Điều đó xảy ra như thế nào, thưa quý vị? Điều thứ nhất chúng ta học ở đây đó là thành kiến và những ân trí của chúng ta. Chúng ta đọc lại trong câu 16 của đoạn 24: nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài. Lúc đó hai môn đồ đi ra khỏi Jerusalem, tách ra khỏi các sứ đồ, vì lúc đó có một sự bắt hại, một cái sự thanh trừng đối với những người tin Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu, và người ta tiếp tục bắt những người ở trong cái đoàn môn đồ của Chúa Giêsu. Cho nên các môn đồ tản ra, trừ các sứ đồ thì họ lại một nơi và họ cầu nguyện. Tất cả các môn đồ tản ra, và trong các dòng người tản ra khỏi Jerusalem thì có hai môn đồ ở Jerusalem. Họ đi đến làng Emmaus cách đó 12 cây số, khoảng 7,5 miles theo tính theo cái miles, cái tính của chúng ta ở Hoa Kỳ này. Và họ đàm luận về những việc xảy ra, nhưng Chúa Giêsu đến gần và cùng đi đường với họ. Một điều lạ lùng là họ đang đi như vậy thì Chúa đến gần và đi với họ, nhưng mà có một điều là họ không nhận đó là Chúa. Câu hỏi của tôi là tại sao? Bởi vì họ đã từng ngồi dưới chân của Chúa để nghe, đã từng ở dưới chân của Chúa để lắng nghe Chúa, đã từng ăn bánh mà Chúa đã hóa ra nhiều, đã từng thấy những dấu kỳ và phép lạ, đã từng thấy Chúa bẻ bánh ra, như là trong cái câu chuyện, cái phần hạ văn, phần cuối của câu chuyện, Chúa bẻ bánh ra thì lúc này bây giờ mắt của họ mới mở ra và biết đó là Chúa Giêsu. Nhưng mà trong cái giai đoạn này tại sao họ không nhận ra Chúa, thưa quý vị? Và chúng ta nhận biết đó một vấn đề, đó là những thành kiến và những sự tin trí của họ, điều mà khiến cho họ không nhìn thấy được Chúa Giêsu trên đường, là những vì những định kiến và những ân trí của họ, và những cái thói tục mà người Do Thái họ đã có dạy dỗ dân sự của họ về một đấng Messi đến, vì Israel, giải cứu Israel ra khỏi sự đô hộ và cai trị của người La Mã. Và họ trông đợi đấng Messi, thầy của mình là như vậy. Cho nên khi thầy của mình bị đốt lên trên thập tự giá, và họ nói rằng thôi rồi, chấm hết từ đây. Có người thì nản quá, từ lúc đầu có người đã bỏ Chúa rồi. Trong gian đoạn 6, câu 66, từ những phút đầu tiên họ đã nhận thấy rằng đây không phải là người mà họ đang trông đợi. Và Kinh Thánh ở trong gian đoạn 6, câu 66 rằng từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Có nhiều môn đồ Ngài trở lui và không đi với Ngài nữa. Cho nên nói về sự thành công của Chúa Giêsu đó, thì chúng ta hãy suy nghĩ là đi. Nếu chúng ta thất bại thì chúng ta hãy nghĩ đến chức vụ của Chúa Giêsu. Lúc bây giờ người ta có thể nói rằng Ngài thất bại, bởi vì những người theo Ngài thì đông, nhưng mà những người bỏ Ngài cũng đông nữa. Họ lần lượt họ bỏ Chúa và họ đi. Cho nên thưa quý ông, quý mục sư, quý tôi tớ Chúa, những người dạy trường Chủ Nhật, những người đang nâng đỡ những người mới tin Chúa, quý vị có thể thất bại ở trong một cái giai đoạn nào đó. Người ta có thể trả Kinh Thánh lại cho quý vị. Tôi có những người tín hữu, và khi họ buồn mình á thì họ trả Kinh Thánh lại. Điều đó là điều mình tổn thương lớn nhất, đau nhất. Họ trả là tôi không theo Chúa nữa, tôi trả lại Kinh Thánh cho bạn. Đây là cái thái độ mà họ nghĩ là họ tôn trọng chúng ta, chứ không đòi họ dùng Kinh Thánh để họ bán về chai, hoặc là họ cho ai đó thì chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta tổn thương thật sự, mặc dù họ tôn trọng chúng ta, họ trả lời miếng Kinh Thánh để chúng ta cho người khác, nhưng mà đó là một cái sự buồn của chúng ta, bởi vì người ta không còn theo Chúa nữa. Và lúc đó chúng ta có thể, Chúa có thể hiểu được cái tâm trạng của chúng ta như chính những môn đồ này. Nhưng mà tại sao họ bỏ Chúa? Cách đây gần một năm thì có một nhạc sĩ của Hillsong nổi tiếng lắm, ông tên là Marty Samson. Samson Marty hầu về Chúa từ năm 1998 và viết rất là nhiều những bài hát cho Hillsong, và những cái bài hát đó nổi tiếng trên thế giới, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Gần đây anh nói rằng anh xin lỗi cộng đồng Tin Lành, bởi vì những câu hỏi mà anh đặt ra thì không có lời giải đáp. Anh càng theo Chúa thì anh có nhiều câu hỏi, và anh càng theo Chúa thì anh càng bối rối, và cuối cùng thì anh tuyên bố rằng anh không theo Chúa nữa và anh từ bỏ Chúa. Đó làm cho cả thế giới Cơ Đốc bàng hoàng và bối rối vô cùng.
Và có nhiều người dựa vào đó để ném đá hiêu son, dựa vào đó để mà nói rằng đây không phải là một hội thánh có một cái nền tảng tốt, để rồi bây giờ một cái người lãnh đạo, một cái người mà viết nhạc hơn 20 năm qua rất là thành công, bây giờ chính người đó bỏ Chúa. Chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào? Trở lại câu chuyện này thưa quý vị, bởi vì thành kiến, bởi vì định kiến của chúng ta, bởi vì những sự ân trí trước của chúng ta, bởi vì những hoài bão của chúng ta không được đặt ở trên lý muốn của Đức Chúa Trời, cho nên khi nó không được xảy ra đó thì chúng ta vội vàng trách Chúa và chúng ta bỏ Chúa thưa quý vị. Cho nên tôi nhắc nhở quý vị, ông bà chị em, chính đời sống của tôi cũng vậy, theo Chúa đừng ân trí trước điều gì, theo Chúa đừng mang những thành kiến nào về về những gì mà chúng ta đã học và về những gì mà chúng ta suy nghĩ về công việc của Chúa, thậm chí là về phong trào Đức Thánh Linh nữa. Ở trong cái phong trào Thánh Linh này, chúng ta không dễ dàng để chúng ta có thể nói là người đó bị quỷ ám, người mà chúng ta ném đá cho một giáo hội, cho một tổ chức, cho một chức vụ. Thưa quý vị, hãy cẩn thận về những điều đó, bởi vì những điều đó khiến cho chúng ta không nhận ra được rằng Đức Chúa Giêsu buồn mà Ngài đang đứng bên cạnh chúng ta. Thay vì chúng ta hỏi Ngài thì chúng ta sẽ dễ dàng để mà nản lòng và dễ dàng vấp phạm bởi những việc xảy ra trước mặt chúng ta. Cho nên một trong những điều mà ngăn trở hai người môn đồ nhận biết Chúa Giêsu ở trên đường đi đến thành làng Emmaus đó là thành kiến và những sự tin trí trước về Chúa. Chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc nếu chúng ta tin trí trước một điều gì, nhưng mà hãy mở mắt ra để biết rằng Đấng ở với chúng ta cho chúng ta có nhiều câu trả lời thưa quý vị. Chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai. Chúa Giêsu ở rất gần để giải đáp thắc mắc của chúng ta thưa quý vị. Chúng ta trở lại với lời của Chúa ở trong phân đoạn đầu ở đây, những cái phần đầu ở đây. Họ đàm luận về những sự xảy ra. Đã khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ. Mắt hai người ấy bị che và khuất và không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm. Còn buồn bực Chúa nữa chứ. Và những lúc chúng ta cũng buồn bực Chúa, chúng ta cũng bực mình tại sao câu trả lời của chúng ta chờ hoài mà không xảy ra. Bởi vì cái lòng cưu mang của chúng ta mà sự không hiểu biết của chúng ta, nhưng Chúa vẫn yên lặng, Chúa vẫn kiên nhẫn. Và một trong hai người được tiết lộ tên là Cleopa trả lời rằng: có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa là sao? Ông lịch sự ông hỏi như vậy, đó là câu hỏi bình thường. Bọn ông không biết mấy bữa nay có chuyện đang xảy ra như vậy, ông ở đâu tới cho nên ông không biết chuyện này nó xảy ra, nó đồn ầm lên trong thành Jerusalem và chuyện gì xảy ra. Chúa hỏi việc gì vậy? Chúa hỏi trong câu 19, họ trả lời rằng ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu người Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Tôi đổi màu ở cái chỗ câu này, làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đại hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đóng đinh trên cây thập tự. Rõ ràng là hai môn đồ này cảm thông với sự chết của Chúa, nhưng mà họ vẫn chưa hiểu tại sao, làm sao một người như vậy mà phải đóng đinh. Chúng tôi mong Ngài sẽ cứu giấy lấy dân Israel, dầu thế ấy việc đã xảy ra được 3 ngày rồi thưa quý vị. Cho nên là chúng ta thấy họ đã nói rằng việc đó đã xảy ra 3 ngày rồi, có nghĩa là Chúa vừa sống lại và cái câu chuyện này nó cũng vừa tiếp đến. Luca đã cho chúng ta một cái chi tiết rất là thú vị. Chúa Giêsu ở rất gần để có thể giải đáp những thắc mắc của chúng ta. Đang khi họ nói và cãi lẽ với nhau thì chính Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ. Quý vị ơi, quý vị có biết rằng khi chúng ta đang đàm luận với nhau thì có một quyển sách được mở ra để ghi lại tất cả những lời nói của chúng ta. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong những điều chúng ta nói. Chúng ta nói những điều tiêu cực thì quyển sách đó cũng ghi lại tất cả những điều tiêu cực của chúng ta. Chúng ta nói những lời tích cực về người khác, chúc phước cho người khác thì quyển sách đó cũng ghi lại. Ngay cả những dòng chat của chúng ta, những việc nói chúng ta nói để khích lệ lẫn nhau, Chúa cũng ghi lại hết tất cả thưa quý vị. Và Chúa đang đi với chúng ta thưa quý vị. Trong lúc hoạn nạn, trong lúc cái hoàn cảnh này đang xảy ra thì Chúa Giêsu đang đến gần chúng ta và đi đường với chúng ta. Và Ngài sẽ giải đáp những thắc mắc của chúng ta. Hãy để ý điều mà Chúa Giêsu hỏi các môn đồ. Việc gì xảy ra vậy? Ngài rất bình tĩnh và hỏi. Chúng ta có lắng nghe Chúa hỏi chúng ta không? Chúng ta có lắng nghe thưa trình những câu hỏi của chúng ta với Chúa không? Hay là cái lúc đó chúng ta chỉ tìm những người mà theo phe của chúng ta, cùng quan điểm với chúng ta, để chúng ta chia sẻ cái quan điểm của chúng ta với người đó. Nhưng chúng ta không có thời giờ để lắng nghe tiếng Chúa. Có thời giờ để chúng ta hạ mình xuống, để Chúa ơi, Chúa dạy con điều gì?
Hãy nhớ rằng tất cả những thắc mắc trong cuộc đời của chúng ta đều có câu trả lời, thưa quý vị. Nếu chúng ta quỳ gối xuống, chúng ta cầu nguyện. Nếu Chúa Trời không trả lời cho chúng ta trong giai đoạn này, một năm sau nữa chúng ta sẽ nhận câu trả lời và chúng ta sẽ rất là thấm với câu trả lời đó. Một sư Billy Graham đứng trước những cái câu trả lời mà thậm chí ông nói rằng tôi không thể trả lời được những câu hỏi này. Và một năm sau đó, hai năm sau đó, một sư Billy Graham mới có câu trả lời cho những thắc mắc đó. Tất cả chúng ta đều có những câu thắc mắc trong cuộc đời của chúng ta. Cơ đốc nhân có những thắc mắc, ngay cả Kinh Thánh chúng ta đọc chúng ta thắc mắc. Và câu trả lời nó đã nằm ở trong lời của Đức Chúa Trời rồi. Ngài chọn lựa cái thời điểm để Ngài dạy chúng ta. Chứ có khi Ngài trả lời liền cho chúng ta, có khi chúng ta phải chờ đợi một cái khoảng thời gian nào đó. Nhưng một cái điều quan trọng kêu gọi chúng ta là đừng bỏ cuộc, thưa quý vị. Bởi vì Chúa Giê-xu đang ở rất gần chúng ta để giải đáp những thắc mắc của chúng ta. Phần thứ nhất của chúng ta đó là gì? Sự sống lại của Chúa Giê-xu để Ngài giải phóng chúng ta được tự do khỏi những thành kiến, những định kiến về tin lành của Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Thưa quý vị, tin lành cho chúng ta đó là những ai đã thề nguyện, đã từng thề nguyện bán cuộc đời của mình cho những cái tổ chức của sự tối tăm. Thì Chúa Giê-xu là đấng sẽ đến để giải phóng chúng ta ra khỏi những cái lời nguyền đó, thưa quý vị. Nếu quý vị đã trói buộc mình vào trong lời nguyền của một tôn giáo nào đó, tin lành của Chúa Giê-xu Christ, tin lành đến với chúng ta tin mừng đó là Chúa Giê-xu có quyền năng để giải cứu chúng ta khỏi những lời nguyền đó. Chúa Giê-xu sống lại để chúng ta được giải cứu, để giải phóng khỏi những cái lời rủa xả, những cái thậm chí là những cái lời rủa xả vô cớ từ những người kẻ thù của những người chúng ta không biết hoặc là những người mà ghét chúng ta, thưa quý vị. Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi những cái lời nguyền rủa đó. Điều thứ hai mà chúng ta học ở đây đó là sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ngài sẽ gánh cho chúng ta những lo toan và những sự sợ hãi. Thưa quý vị, chúng ta đọc chung lại ở trong câu từ câu 21. Chúng ta không mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thế ấy, việc đã xảy ra được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong chúng tôi, trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng họ đến mộ, không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin về các lời tiên tri nói, há chẳng phải đến Christ chịu thương khó để ấy thể ấy mới được vào vinh hiển của mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi đến mọi đấng tiên tri cắt nghĩa cho hai người đó về những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Điều thứ hai đó là Chúa gánh cho chúng ta những sự lo toan và sự sợ hãi. Chúa sống lại để Chúa cất đi những lo toan và sự sợ hãi, thưa quý vị. Lúc này là lúc mà có nhiều người trong chúng ta sợ hãi. Nếu mà so với cái câu chuyện của hai môn đồ là Emmaus thì có nhiều người trong chúng ta sợ hãi, có nhiều người trong chúng ta bấn loạn, có nhiều người chúng ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra vậy. Có người dự đoán rằng đây là cái ấn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba gì đó mà cái loa của thiên sứ thổi lên rồi thì 1/3 loài người sẽ chết, không biết rằng mình có ở trong cái số đó hay không, cứ nghĩ quá như vậy nữa quý vị. Rồi không hiểu tại sao nước Mỹ lại có hơn 500.000 người bị nhiễm bệnh như vậy, điều gì đang xảy ra với nước Mỹ vậy, không hiểu cái câu chuyện này. Nhưng mà có một lẽ thật mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá cách đây 2.000 năm để gánh cho chúng ta những sự lo toan và sự sợ hãi đó. Hãy xem Đức Chúa Giê-xu gánh điều đó như thế nào ở trong câu chuyện này mà chúng ta vừa mới đọc. Chúa lắng nghe mọi bức xúc và những ưu tư của chúng ta. Hai môn đồ có bức xúc không? Thưa có. Hai môn đồ có ưu tư không? Thưa có. Họ bức xúc và ưu tư là tại sao thầy một Giê-xu người Nazareth làm những dấu lạ kỳ và phép lạ như vậy mà lại chết như vậy. Rồi một cái lo toan của họ là họ không biết rằng khi mà họ nghe cái câu chuyện những người nữ buổi sáng sớm hôm đó họ đi thăm mộ Chúa để xức xác cho Ngài thì không thấy xác của Chúa. Rồi cái bộ khăn, cái vải liệm mà quấn xác Chúa đã được sắp xếp lại ngay ngắn. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Rồi họ có thiên sứ nói không biết. Và các môn đồ, quý vị biết đó, nếu mà chúng ta tìm hiểu đó, thì những người mà không tin về sự sống lại của Chúa đầu tiên đó không phải là người ngoại, không phải là người theo Phật giáo, không phải là người theo Hồi giáo, mà chính những môn đồ của Chúa Giê-xu.
Nếu chúng ta trở lại với Kinh Thánh, những người mà từ chối cái việc này đầu tiên á là các môn đồ. Họ cho rằng những người nữ này họ bị rò rồi, họ nhớ Chúa, họ thương Chúa, cho nên họ nói những cái điều không có đúng. Những cái chuyện này là điên, là dại khờ. Và họ cho đó là chuyện huyễn của phụ nữ. Nhưng mà có một người nghi ngờ, đó là Phi-e-rơ. Chúng ta học từ cái đức tính của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ là một người nóng nảy, nhưng mà cũng là một người ưa hỏi nhất, và cũng là người hồ nghi nhiều nhất. Cho nên những cái đức tính đó đã làm nên một Phi-e-rơ. Và tôi nghĩ rằng ông đã được chọn ở trong các môn đồ để làm môn đồ sứ đồ trưởng á, là bởi vì những cái đức tính của Phi-e-rơ. Cho nên chúng ta theo Chúa hãy học những cái đức tính của Phi-e-rơ, ngoại trừ cầm gươm để chém đứt tay của đầy tớ của thầy tế lễ cả lúc bây giờ, nguy hiểm, đừng có nóng tính đến mức đó. Nhưng mà Phi-e-rơ là người hồ nghi, nhưng mà ông phải tìm cho ra sự thật. Nhưng mà lúc này là lúc mà các môn đồ họ bối rối vô cùng. Quý vị có tưởng tượng khi mà những người ở trong chính quyền lúc bấy giờ của La Mã rồi của Do Thái giáo, họ tìm tiếp tục những người nào mà theo Chúa đó để họ thanh trừng. Cho nên các môn đồ họ tản ra, và trong số hai môn đồ tản ra lúc bấy giờ đó thì có Cleopa, một người được ghi tên ở trong câu chuyện này, còn người kia thì chúng ta không biết là ai. Thì hai người này tản ra, và trên đường đi đến thành Emmaus thì họ bức xúc, họ lo lắng, họ nói chuyện với nhau. Mà cái chi tiết ở đây cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã hiện ra. Chúa Giêsu đã hiện ra với họ, và trong Kinh Thánh ghi là có 3 lần Chúa hiện ra với các môn đồ, và đây là một lần đặc biệt. Một lần đặc biệt. Tại sao Chúa không hiện ra với những môn đồ khác, những sứ đồ khác, mà lại hai môn đồ mà chúng ta cũng chưa có nghe tên trước đây nữa? Hai môn đồ rất bình thường. Điều này cho thấy rằng chúng ta có thể là một người rất bình thường, chúng ta có thể là một tín đồ bình thường. Và thưa quý vị, Chúa không có bỏ qua bất kỳ một con cái Chúa nào ở trong sổ sách của Ngài. Một người rất bình thường, Cleopa, không được nhắc đến nhiều. Một người thì không được nhắc tên luôn. Chúa có hơn 70 môn đồ Chúa sai ra, và họ có lẽ là một trong những môn đồ đó không được biết tên. Nhưng mà những người không bình thường ít được biết đến đây, và Chúa đã đi bộ với họ để nói với họ, thưa quý vị. Cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng, ai trong chúng ta nghĩ rằng là mình nhỏ, ai trong chúng ta nghĩ rằng mình là nhỏ bé, một người không có giá trị thuộc linh, không có giá trị với cộng đồng, không có giá trị với anh em, thưa quý vị, người đó được Chúa yêu. Mình nghĩ rằng người đó nhỏ bé lắm, không có vĩ đại đâu, người đó được Chúa yêu. Cảm ơn Chúa. Cho nên là điều này thay đổi suy nghĩ của tôi. Chúa để ý đến những chuyện nhỏ nhất, Chúa để ý đến những con người nhỏ nhất mà người ta không để ý quan tâm tới, và Chúa đã hiện ra để lắng nghe bức xúc của họ. Sáng hôm nay, thưa quý vị, nếu chúng ta nghe bài học này xong mà chúng ta có những bức xúc nào trong cuộc đời chúng ta, hãy thương với Chúa. Tôi đảm bảo với quý vị rằng Ngài đã từng lắng nghe hai người vô danh tiểu tố này, chỉ được nhắc đến một lần duy nhất trong Kinh Thánh qua cái câu chuyện Emmaus, thì Ngài cũng sẽ lắng nghe quý vị. Thưa quý vị, quý vị là một con người, một con người, một nhân tố ở trong 3,5 tỷ cơ đốc nhân trên toàn thế giới. Hơn nửa dân số thế giới là cơ đốc nhân. Hơn 80% dân số Mỹ, 330 triệu dân số Mỹ, hơn 80% là cơ đốc nhân, là người biết Chúa. Và 55% là người thức dậy mỗi sáng để cầu nguyện đó quý vị. Quý vị biết rằng quý vị đang ở trong cái số 50% đó, khi quý vị thức dậy sớm để cầu nguyện ở trong dân số mình đó, và Đức Chúa Trời lắng nghe từng lời cầu nguyện của chúng ta. Sứ điệp này khích lệ chúng ta rằng nếu Chúa lắng nghe những cái người không quan trọng trong câu chuyện này đó, là hai môn đồ ở làng Emmaus, đi đến làng Emmaus, họ không quan trọng, nhưng Chúa còn lắng nghe mọi bức xúc của họ, thì huống chi là chúng ta. Amen. Kinh Thánh Philip đoạn 4 câu 6 đến câu 7 là Chúa phán rằng, là Chúa chép rằng, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Vì sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này phán cho tất cả chúng ta, câu Kinh Thánh này. Vì sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Sự bình an của Chúa sẽ bảo vệ chúng ta trong cơn khủng hoảng này, thưa quý vị. Nếu cho chúng ta đang lo lắng, hãy thưa với Chúa rằng, con sẽ dùng lời cầu nguyện, con sẽ dùng lời nài xin, sự tạ ơn, ngợi khen Chúa, sự tạ ơn và trình các nhu cầu, các sự cầu xin của con cho Đức Chúa Trời. Và sau đó thì sự bình an của Chúa sẽ làm chủ cuộc đời của chúng ta. Bởi vì đơn giản rằng Đức Chúa Trời lắng nghe mọi bức xúc của chúng ta. Khi mà Phaolô nói rằng chớ lo phiền chi hết, ai trong chúng ta lại không có lo phiền? Chúng ta có những lo phiền, nhưng
Lời Chúa nói rằng chớ lo phiền, nhưng trong mọi sự hãy dừng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình cho Đức Chúa Trời. Và liền lúc đó chúng ta sẽ nhận lấy sự bình an của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai ở trong lời Chúa dạy chúng ta là Chúa chết để chúng ta thoát khỏi sự khủng hoảng, sự lo lắng, sự sợ hãi. Đó là lẽ thật của Chúa sẽ buông chúng ta khỏi sự sợ hãi, thưa quý vị. Ở trong câu 27, đoạn ngày bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Chúng ta thấy Chúa kiên nhẫn không? Chúa kiên nhẫn vô cùng. Nên chúng ta cũng hãy học tính kiên nhẫn của Chúa Giê-xu, thưa quý vị. Có ai hỏi chúng ta về lẽ thật thì chúng ta hãy cầu nguyện Chúa. Và chúng ta nhớ rằng khi chúng ta giải thích đó, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta giải thích tường tận nha. Chứ không phải giải thích cho có, hoặc là cho nó vắn tắt, hoặc là cũng quá dài. Một người mới hỏi chúng ta một cái câu chuyện về đức tin, chúng ta mở từ sáng tới ký đến khải quyền luôn là chắc là người ta xỉu hết, người ta không có nghe, người ta không có chịu đựng được đâu. Nhưng mà Chúa Giê-xu ở đây, Chúa Giê-xu bắt đầu từ Môi-se rồi đến mọi lời của đấng tiên tri. Đối với người Do Thái, họ rất là tôn trọng Môi-se, luật pháp Môi-se và những lời tiên tri đã làm nên lịch sử của người Do Thái, làm nên hệ thống niềm tin của người Do Thái. Những tiên tri của Đức Chúa Trời họ tôn trọng. Và Chúa Giê-xu đã, khi mà nói với chuyện với nông dân, nói với người thường thì Ngài dùng những cái ẩn dụ. Và khi nói chuyện với người mà hiểu biết á và muốn biết lẽ thật của Chúa đó, thì Ngài dùng các lời tiên tri để tổng hợp lại. Chúng ta học cái cách của Chúa Giê-xu ở đây đó, để cho chúng ta biết một điều rằng sau khi Chúa Giê-xu giải thích cho họ về Môi-se, về mọi lời đấng tiên tri nói về Ngài trong Cựu Ước đã ứng nghiệm trong Tân Ước, thì bây giờ mắt hai người được mở ra. Chúng ta học điều này quý vị, chỉ có lẽ thật của Chúa mới buông chúng ta khỏi sự sợ hãi. Lẽ thật của Chúa buông tha chúng ta khỏi sự sợ hãi, thưa quý vị. Làm sao để chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi? Lẽ thật sẽ buông tha chúng ta khỏi sự sợ hãi. Trong lời của Chúa nói rằng các ngươi, ở trong Giăng đoạn 8, là Chúa rằng các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật buông tha các ngươi. Chúa Giê-xu là lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha chúng ta khỏi những sự rủa xả, khỏi những sự trù ẻo, khỏi những lời nguyền, khỏi những sự sợ hãi. Cảm ơn Chúa với sự sống lại của Chúa Giê-xu, đó là lẽ thật. Điểm căn bản và khác biệt nhất giữa Tin Lành với tất cả các tôn giáo trên thế giới, đó là Chúa Giê-xu mà chúng ta đang tin là đấng đã sống lại từ trong kẻ chết. Không ai trong họ, những người sáng lập nên các tôn giáo mà còn sống tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Nếu Tin Lành là giả thì nó sẽ tàn lụi trong vài trăm năm sau đó. Nếu mà là tin giả không phải là Tin Lành thì trong vài trăm năm đó nó sẽ đi vào chuyện thần thoại hoặc là một cái huyền thoại nào đó thôi. Nhưng thưa quý vị, Chúa Giê-xu không phải là huyền thoại. Chúa Giê-xu là sự lẽ thật, là chân thật. Và 2000 năm đó, lẽ thật đó đã được chứng minh cho cả nhân loại biết rằng Ngài đã thay đổi hàng tỷ người trên thế giới này, hàng chục hàng trăm nhà khoa học, những người có đức tin nơi Chúa Giê-xu và khẳng định rằng những người này biết rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và đấng cứu rỗi, từ Am-te cho đến những cái người mà pastor, những bác sĩ, những nhà vật lý, rồi tất cả quý vị thấy những nhà khoa học đến ngày hôm nay họ là những người có niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Cho nên tôi không muốn mất thời gian để nói nhiều về chứng minh về những điều đó. Nhưng ở đây biết rằng lẽ thật của Chúa sẽ buông tha chúng ta khỏi sự sợ hãi, thưa quý vị. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi đến phần thứ ba của bài học ngày hôm nay. Đó là trước khi đi đến phần thứ ba thì tôi mời quý vị đọc ở trong Hebrew đoạn 2 câu 14 và câu 15. Vậy thì con cái có phần về huyết và thịt, nên Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Đây là lời của Chúa viết cho người Hebrew mà được tác giả của sách Roma viết lại ở trong Hebrew đoạn 2 câu 14 câu 15. Lời của Đức Chúa Trời sẽ buông chúng ta khỏi kẻ cầm quyền của sự chết là ma quỷ. Chúng ta nhớ nghe lời của Chúa nói rất rõ rằng Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Chúa Giê-xu bởi sự chết của Ngài mà Ngài phá kẻ cầm quyền của sự chết là ma quỷ. Quý vị biết câu chuyện đó không? Khi Chúa Giê-xu chết, Kinh Thánh nói rằng Ngài đi xuống âm phủ. Ngài lấy chìa khóa của sự chết ở trong tay của ma quỷ, của Sa-tan. Kẻ cầm quyền sự chết cầm cái chìa khóa của sự chết đó, là Chúa Giê-xu nói rằng hãy đưa lại cho ta, và Ngài giật cái chìa khóa đó. Và Kinh Thánh nói rằng ngày thứ ba Ngài sống lại đó,
Ngài đã chiến thắng sự chết, Ngài đã lấy cái kẻ cầm quyền trong tay cái kẻ cầm quyền sự chết đó, là chìa khóa của sự chết, Ngài chinh phục sự chết đó để Ngài sống lại trong ngày thứ nhất của tuần. Ngày hôm nay chúng ta đang kỷ niệm ngày Chúa sống lại đó. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết. Chúa Giêsu phải chết, Ngài phải đi xuống âm phủ và Ngài đòi cái chìa khóa của âm phủ đó, cái chìa khóa của sự chết đó, Ngài chinh phục nó để Ngài sống lại. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài cũng sẽ chinh phục, giúp cho những kẻ theo Ngài chinh phục sự chết. Như vậy đó, chúng ta sẽ thoát khỏi cái kẻ cầm quyền của sự chết là ma quỷ, lại giải thoát chúng ta mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Sự chết ở đây khi chúng ta đọc á, chúng ta nghĩ rằng đó là sự chết là con người chúng ta chết vật lý, đó là bệnh mà chết đó. Nhưng mà sự chết này là sự chết đời đời đó, sự chết thuộc linh đó quý vị, nó cũng mang ý nghĩa đó nữa. Và cái sự chết thuộc linh, sự chết đời đời đó, nó có liên quan đến cái việc chết của chúng ta. Một người không biết Chúa thì làm những công việc chết, những người không biết Chúa thì cứ phạm tội này tới tội kia và cuối cùng là sự chết. Và chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài ban cho người đó sự đắc thắng tội lỗi. Và Chúa cũng cho họ một lời hứa đó là khi mà họ đắc thắng tội lỗi đó, thì họ cũng đắc thắng luôn cả cái sự chết trong tương lai nữa quý vị. Đó là họ vượt khỏi sự chết và họ đi vào sự sống đời đời với Đức Christ. Cho nên trong đời này chúng ta là những người phước hạnh. Nếu chúng ta không có Chúa Giêsu, nếu mà Chúa chết luôn rồi đó, thì chúng ta cũng nói như Pháp Phaolô, tác giả của Côrintô, thơ Côrintô rằng chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Bởi vì chúng ta cũng giống như các tôn giáo khác, chúng ta cũng tin vào một đấng nào đó rồi đấng đó đã chết. Trong các tôn giáo thì tin lành là Chúa Giêsu sống lại, cho nên chúng ta không phải là những người khốn nạn, chúng ta là những người phước hạnh, chúng ta là những người may mắn, chúng ta là những người có lời hứa cho chúng ta về sự sống đời đời, thưa quý vị. Cho nên trong cơn khủng hoảng này chúng ta không sợ hãi, không sợ sự chết, thưa quý vị. Chúng ta đối diện với sự chết một cách thản nhiên, một cách bình tĩnh mà không có sự sợ hãi, sự run sợ nào cả. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng ta đi qua phần thứ ba của bài học hôm nay là sự chết của Chúa Giêsu đã nảy sinh tình đệ huynh. Có bài hát mà tôi rất là thích của một linh mục cha Tiến Lộc đó, linh mục Tiến Lộc. Cách đây khoảng 30 năm tôi hát bài hát này. Vì Chúa chính dòng suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương hay là biến yêu thương, biển yêu thương nói liền các hoang đảo giữa đại dương. Gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh. Câu bài hát này rất là dễ thương, rất là sâu nhiệm ở trong tình yêu của chúng ta với Chúa. Điều thứ nhất mà chúng ta học ở đây đó, chúng ta sẽ yêu mến Chúa hơn khi chúng ta biết rõ về Ngài, khi chúng ta hiểu biết rõ về Chúa. Ở trong cái đoạn Kinh Thánh đầu đó, cho xin mời quý vị đọc lại ở đây để diễn tiến của câu chuyện. Ở trong câu 28, ban đầu đó thì họ đề phòng Chúa, nhưng mà càng đi với Chúa đó thì họ càng muốn Chúa ở lại lâu hơn. Chúng ta đọc câu 28, khi hai người đi đến gần làng mình định đi thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa, nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng xin ở lại với chúng tôi. Có gì điều gì đó lạ lắm đang xảy ra, họ ép Chúa Giêsu ở lại. Họ càng nghe Chúa nói chuyện họ càng được hấp dẫn, ép Chúa ở lại chút xíu nữa. Xin Ngài ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều hồng tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ đoạn bẻ ra. Bây giờ tôi dừng lại cái phần này chút xíu, cái phần đầu đó. Thì khi hai người không biết Chúa đó thì bực mình, cái phần kia cái trước đó thì cảm thấy bực mình, cảm thấy bực bội bởi vì không biết ông ở đâu, ông không có nghe cái câu chuyện này xảy ra. Bây giờ tôi kể cho ông nghe nè, là Giêsu bị như thế này, bị như thế này nè. Bây giờ họ thay đổi thái độ, bởi vì sau khi họ nghe Chúa Giêsu bắt đầu cắt nghĩa từ thời Môi-se đến các tiên tri và những lời tiên tri, Chúa kết nối cái sự kiện lại thì bắt đầu họ lắng nghe. Lúc đó tôi nghĩ là họ chưa nhận ra Chúa Giêsu đâu, họ chưa có nghĩ đó là Chúa Giêsu, nhưng mà họ thấy hấp dẫn quá. Quý vị ơi, quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị có thấy hấp dẫn không? Đó là quý vị đang có cảm giác của sự gần gũi Chúa đó. Chúng ta đọc Kinh Thánh mà thấy gần gũi với Chúa, thấy thích, đó là cảm giác tốt, đó là một cái kinh nghiệm tốt mà chúng ta đang trải qua. Như hai môn đồ này, bắt đầu họ đã nảy sinh tình đệ huynh với Chúa. Ở đây thì nói đến tình thầy trò đi, tình thầy trò. Chúa là rabbi của họ, rabbi, và họ bắt đầu họ cảm mến, và họ nói rằng họ
Chúa muốn đi thêm nữa, Chúa muốn nói thêm nữa trên cái đoạn đường đi, bởi vì Ngài có nhiều việc Ngài phải làm. Nhưng câu 29 nói rằng, nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều hầu tối. Cho nên chúng ta học được điều thứ nhất ở trong cái phần 3 này, khi mà Chúa sống lại thì Ngài sẽ thắt chặt tình yêu, Ngài sẽ kết nối tình yêu giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là nhịp cầu giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngoài Chúa Giêsu ra, trong Ti-mô-thê nhì nói rằng không có Đức Chúa Trời nào khác. Chúa Giêsu là đấng trung bảo giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngoài Chúa Giêsu ra, chúng ta không thể nào đến cùng Đức Chúa Trời được. Cho nên khi đã gặp gỡ Chúa Giêsu rồi thì họ yêu mến Chúa hơn khi đã hiểu Ngài. Điều thứ hai chúng ta học ở đây đó là gì? Đó là chỉ có Đức Chúa Trời, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể mở mắt chúng ta để chúng ta có thể hiểu lẽ thật của Ngài. Chúng ta đọc tiếp câu 30. Đương khi Ngài ngồi ăn ở cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ, mắt họ bèn mở ra. Khi mở mắt ra rồi đó thì mới biết được đó là Chúa. Quý vị có nhớ bài học tuần rồi mà tôi chia sẻ cùng quý vị không? Chúa Giêsu thường dùng những cái thói quen, thường dùng những cái cách quen thuộc để thu hút chúng ta. Thì đây là một cái ví dụ điển hình đây. Có những cái cách bày tỏ ra của Chúa thì chúng ta biết đó là Chúa Giêsu. Kinh Thánh cũng nói là chiên ta quen tiếng ta. Khi mà chúng ta lắng nghe tiếng Chúa rồi mà có một cái tiếng nào đó nó khác tiếng Chúa là chúng ta nhận biết liền. Cho nên có những người nói rằng đó không phải là tiếng Chúa. Tại sao? Chúng ta có thể tin những người đó. Tại sao? Bởi vì những người này là những người thường lắng nghe tiếng Chúa. Lắng nghe tiếng Chúa là những gì Chúa phán dạy từ trong Kinh Thánh. Quý vị ơi, quý vị có đọc Kinh Thánh không? Quý vị có suy gẫm để lời Chúa nó quá quen thuộc với chúng ta không? Kinh Thánh nói rằng chiên ta nghe tiếng ta. Nếu mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa vật lý đó, là lắng nghe bằng tiếng vật lý đó, thì rất là hiếm cái trường hợp đó. Nhưng lắng nghe là trong tâm linh của chúng ta, những cái lời của Chúa được lặp lại ở trong lòng của chúng ta, đó là cái tiếng mà chúng ta nghe nó quen thuộc. Cho nên có những cái tư tưởng của thế gian nó vào, nó xúi chúng ta phạm tội, nó xúi chúng ta ghét anh em chúng ta, nó thậm chí có những người là đi tới Chúa, đi hầu về Chúa mà không chú ý vào trong sự hầu về Chúa, đi nói xấu người khác, đi phân rẽ người khác. Có những người đến trong một cái hội thánh nào đó rồi chia rẽ hội thánh của Chúa ra, một cái nhóm này đi theo họ để trong cầu nguyện trong ân tứ, rồi một cái nhóm ở lại. Quý vị thấy họ gây lên những cái sự xáo trộn rất là nhiều ở trong hội thánh của Chúa. Thưa quý vị, tôi không có nói xấu những cái chức vụ này, nhưng đáng tiếc cho những chức vụ mà khi họ đến họ đem chia rẽ cho hội thánh, khi họ đến họ đem sự phân rẽ trong hội thánh. Đó không phải là đầy tớ của Đức Chúa Trời, thưa quý vị. Cho nên khi chúng ta lắng được nghe được tiếng Chúa, chúng ta sẽ biết là người đầy tớ đó đang làm những việc của thế gian, của xác thịt. Và chúng ta phải ngăn chặn điều đó. Khi quý vị đến một hội thánh, quý vị gây chia rẽ một hội thánh. Cho dù chúng ta gây dựng trong đức tin, mà cả hai đều chia rẽ ra thành một hai nhóm, đó không phải là điều tốt đẹp từ Đức Chúa Trời. Quý vị hãy cầu nguyện Chúa để mà lắng nghe tiếng Chúa, để giúp đỡ, để mà ngăn chặn những hành động đó. Nó rất là thiêng liêng, nhưng mà nó gây sự chia rẽ trong hội thánh của Chúa. Cho nên phải cẩn thận về điều đó. Ở đây tôi đang ứng dụng cái vấn đề những cái thói quen mà các môn đồ họ thấy Chúa làm. Và đó là những cái dấu hiệu, đó là Chúa đó, đó là Chúa đó. Câu chuyện tuần rồi thì Chúa Giêsu nướng cá cho các môn đồ, rồi Ngài kêu các môn đồ lại. Cái cách Chúa cầu nguyện để ban thức ăn ra, các môn đồ nhận ra đó là Chúa. Ngay cả mục sư của quý vị, ngay cả quý vị khi quý vị cầu nguyện đó, tôi biết đó là quý vị. Và bây giờ mình bắt tôi lại nói rằng cô A đó cầu nguyện hay cô B đó cầu nguyện, mình tôi biết được cái tiếng của người đó, bởi vì tôi thường nghe cái cách họ cầu nguyện. Cũng vậy, chúng ta thường nghe lòng của Chúa phán dạy chúng ta trong Kinh Thánh như thế nào thì chúng ta nhận ra đó là Chúa của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy đọc lời của Chúa và hãy tập nhìn ra. Khi chúng ta đã nhận biết lẽ thật của Chúa đó thì chúng ta sẽ được mở mắt. Như trong câu chuyện này, đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ, mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài. Xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng khi nãy đi đường Ngài nói với chúng ta rằng, Ngài nói với chúng ta là cách nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Thưa quý vị, khi chúng ta đọc lời của Chúa, khi chúng ta xem Facebook, khi chúng ta lướt Facebook, có người giờ phút này đang cầm cái Facebook, đang lướt Facebook, quý vị, thì chúng ta hãy nhớ rằng lòng chúng ta không nóng nảy khi chúng ta xem Facebook. Nhưng khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời thì lời của Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta nóng nảy, thưa quý vị. Không có gì làm cho chúng ta nóng nảy đâu. Lời của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta nóng nảy.
Có một người nói vui rằng vô nhóm online đó thì mục sư giảng mình biết rồi mình có thể mình lướt Facebook, nhưng mà thưa quý vị, trong lúc quý vị lướt Facebook đó quý vị không có nóng nảy, nhưng mà khi quý vị đọc lời của Đức Chúa Trời, quý vị lắng nghe lời của Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh đó là khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy hay sao? Thưa quý vị, cảm ơn Chúa. Cho nên là lời của Chúa tiếp tục được phát là nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ đi cùng các môn đồ khác đưa nhóm lại. Họ hỏi với nhau rằng Chúa thật đã sống lại. Quý vị ơi, gặp gỡ Chúa Giêsu thì cái chứng cớ rõ ràng nhất đó là chứng cớ để chúng ta nói về Chúa Giêsu, nói về Tin Lành. Cho nên khi nào lòng chúng ta nóng nảy mà chúng ta nói về Chúa Giêsu, đó là dấu hiệu của việc gặp gỡ Chúa Giêsu. Thưa quý vị, Chúa Giêsu chết và Ngài sống lại để làm gì? Để hai môn đồ này, chúng ta nhớ rằng họ đã rời thành Jerusalem để đến thành Emmaus. Có thể theo tôi, cái quan điểm của tôi là họ trốn đi một cái sự trừng thanh trừng của người Do Thái và người Giu-đa lúc bấy giờ. Họ trốn ở làng Emmaus. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng nội giờ đó họ liền đứng dậy. Cái mục đích của họ là đi đến thành Emmaus để trốn, hoặc là họ không có muốn ở cùng môn đồ nữa, họ nản rồi, họ muốn đi tìm một cái gì khác, một cái hội khác, một cái nhóm khác. Họ đã rời khỏi Jerusalem rồi và họ đang ở Emmaus. Nhưng sau khi họ gặp Chúa Giêsu, Ngài đã thay đổi mục đích của họ. Thưa quý vị, Kinh Thánh trong câu 33 nói rằng nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem. Nói ngày hôm nay có ai trong chúng ta đứng dậy? Dĩ nhiên trong cái mùa dịch này không ai dám đi ra chợ, đi mua đồ, đi đâu đủ thứ, quý vị đi ra đường bị công an, cảnh sát họ hỏi, phải không ạ? Nhưng mà nỗi giờ đó nó là một cái sự quyết định rằng họ đứng dậy và trở về thành Jerusalem. Quý vị thấy mâu thuẫn không? Ngộ ha, từ Jerusalem trốn qua Emmaus, mà trong nỗi giờ đó sau khi gặp Chúa Giêsu thì đứng dậy trở về thành Jerusalem. Làm gì quý vị? Gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác tương nhóm lại. Và bây giờ họ bắt đầu họp chứng nè. Câu 34, quý vị nhớ câu 34 nha. Nói với các môn đồ, với sứ đồ rằng Chúa thật đã sống lại. Amen. Bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng nói với người khác rằng Chúa thật đã sống lại? Chỉ có những người gặp Chúa thật sự mới có chứng cớ để giảng Tin Lành. Quý vị nhớ, ai gặp Chúa thật sự rồi mới có sức mạnh và chứng cớ để giảng Tin Lành. Ai trong chúng ta chưa gặp Chúa Giêsu, giảng theo phong trào, nói theo phong trào, và dù cho quý vị theo phong trào Chúa cũng được biết đến, nhưng mà thưa quý vị, nặng nề lắm. Nếu chúng ta gặp Chúa Giêsu rồi đó, chúng ta không giảng theo phong trào mà chúng ta sẽ giảng theo những chứng cớ mà chúng ta có được. Hai môn đồ đã gặp Chúa Giêsu và họ đã có chứng cớ để họ giảng Tin Lành. Thưa quý vị, hãy làm sao để có cái chứng cớ đó. Xin cầu nguyện Chúa ơi, trong mùa phục sinh này cho con được gặp gỡ Chúa, cho con có một cái chứng cớ để gặp Chúa, để có một cái chứng cớ để con nói về Chúa như hai môn đồ này. Nội ngày đó họ đứng dậy và trở về cái nơi mà họ đã ra đi, và họ nói cùng các sứ đồ, có thể nói là họ giảng cho các sứ đồ, họ nói rằng Chúa thật đã sống lại. Có ai định biện họ được không? Không có, bởi vì họ đang nói sự thật. Trong thế kỷ đầu và thế kỷ thứ nhì, hàng triệu cơ đốc nhân bị bỏ vào trong hang sư tử. Không ai bịt miệng họ được. Họ đứng lên trước khi bị sư tử xé. Tôi xem cái clip về những người tuần đạo đó, tôi đã khóc. Tôi cảm động vô cùng. Tại sao họ đối diện với sư tử mà sắp sửa bị xé và họ hát thánh ca, họ ngợi khen Đức Chúa Trời, và họ nhìn lên thiên đàng, họ nhìn lên nước của Chúa, họ ngợi khen Chúa. Không ai bịt miệng họ được. Và họ đã chết bởi vì họ có chứng cớ của Đấng sống ở trong đời sống của họ. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã sống lại để làm chứng cớ cho hàng tỷ cơ đốc nhân, trong đó có chúng ta, để tiếp tục nói về Chúa Giêsu Christ từ đây cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Thưa quý vị, amen. Quý vị có amen với chúng tôi về điều đó không? Đó là điều thứ ba tôi nói quý vị rằng chứng cớ để giảng Tin Lành, đó là Chúa Giêsu đã sống lại. Mà ai trong chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu, kinh nghiệm sự sống lại của Ngài, kinh nghiệm tình đệ huynh với Ngài, thì sẽ có tình đệ huynh với anh em, tình tỷ muội với những người khác. Nếu chúng ta không có tình yêu thương với Đức Chúa Trời, không gặp gỡ Chúa Giêsu một cách tươi mới, thì những cái mối quan hệ của chúng ta chỉ là mối quan hệ xã hội chúng ta có thôi, không có mối quan hệ của thiên đàng, không có mối quan hệ của tình yêu agape mà Chúa muốn chúng ta có. Thưa quý vị, cho nên hãy thay đổi thái độ chúng ta. Những gì chúng ta đang làm, chúng ta có thể đang làm hầu việc trong nhà bếp, chúng ta có thể hầu việc Chúa trong ban hát, chúng ta có thể hầu việc Chúa trong một ban chấp hành. Nhưng nếu tất cả những vị trí này mà không có Chúa Giêsu ở với chúng ta, đi với chúng ta, chứng cớ Chúa sống lại trong chúng ta, thì những việc đó là những việc của tôn giáo. Chúng ta cũng có phần thưởng của mình.
đó là phần thưởng chăm chỉ. Nhưng mà Mão Kiều Thiên của chúng ta đó, tôi không bảo đảm thưa quý vị, có những người hầu việc Chúa như vậy và đánh mất đi Mão Kiều Thiên và sự cứu rỗi. Ngày cuối cùng khi mà Chúa hiện ra thì những cái vị trí này Chúa hỏi: các ngươi là ai? Ta không biết các ngươi. Thậm chí có người nhân danh Chúa để đuổi quỷ, để trừ tà, để chữa lành, nhưng Chúa nói rằng ta không biết ngươi, hãy lui ra. Bởi vì họ không có chứng cớ của đấng sống lại trong đời sống của họ. Thưa quý vị, hãy có chứng cớ của Chúa Giêsu là đấng sống lại ngày hôm nay. Tôi cầu nguyện cho quý vị rằng khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta không tin một tôn giáo, chúng ta không tin vào một cái đạo Tin Lành, chúng ta không lấy thập tự giá làm đồ trang sức cho chúng ta, nhưng thưa quý vị, chúng ta tin Chúa Giêsu là một chứng cớ sống thật, Ngài đã sống lại, và chúng ta giống như hai môn đồ Emmaus, một trong họ là Cleopa, đã hai người đã đứng dậy ngay lập tức trong ngày đó để đi nói với mọi người rằng thật Chúa đã sống lại. Bao nhiêu phần trăm trong đời sống của chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại thưa quý vị? Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với Chúa và cầu nguyện: Chúa Giêsu đã sống lại để tôi được tự do khỏi thành kiến, khỏi những thói quen cũ, khỏi sự sợ hãi và khỏi những cái sự giả tạo trong đời sống của mình. Hãy tin nhận Chúa Giêsu quý vị ngay giờ này, hãy trở lại để làm hòa với Ngài, hãy có chứng cớ thật về Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta để chúng ta cùng hầu vị Chúa trong những ngày cuối cùng này. Thưa quý vị, mọi người chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu và cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh buổi sáng hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu chúng con.